Chào mừng quý ông bạn chị em đến với mục mối men cho đời phần suy niệm lời Chúa. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội suy niệm tin mừng của Chúa Nhật thứ hai thường niên năm C. Giờ đây chúng ta cùng dành ít phút lắng đọng để chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ của Chúa Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Chúa Giêsu nói với mẹ: "Hỡi bà, tôi với bà có can chi đâu?" Giờ tôi chưa đến. Mẹ người nói với những người giúp việc, hễ người bảo gì thì phải làm theo. Ở đó có sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái. Mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ đầy nước các chum." Họ đổ đầy tới miệng và Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ Hãy múc đem cho người quản tiệc và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết. Ông mới gọi Tân Lang lại mà hỏi: Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông ông lại giữ rượu ngon tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea và đã tỏ vinh quang người và các môn đệ người tin người. Kinh thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đã bước vào mùa thường niên của phụng vụ năm C. Trong mùa thường niên Giáo hội không cử hành khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa Nhật. Chúa Nhật thứ hai thường niên hôm nay, giáo hội trình bày cho chúng ta một chân lý quan trọng làm nền tảng cho đời sống gia đình Kitô hữu. Đó là gia đình có Chúa hiện diện là gia đình luôn có hạnh phúc. Chính tin mừng Chúa Nhật hôm nay đã làm sáng lên niềm xác tín ấy qua việc Chúa Giêsu đến dự tiệc cưới của một đôi bạn trẻ tại Cana. Và nhờ sự hiện diện này của Chúa và mẹ Maria mà những khó khăn trong đời sống gia đình của đôi bạn trẻ được tháo gỡ. Quả thế, như bao gia đình Do Thái khi tổ chức đám cưới cho con mình, họ phải chuẩn bị rất nhiều việc khác nhau để lo cho cuộc hôn nhân của con cái mình được suôn sẻ, vui vẻ và hạnh phúc. Một bất chắc nhỏ nhen xảy đến cũng có thể làm cho cuộc hôn lễ bị thất bại. Gia đình sẽ bị chê cười, thiếu chu đáo, thiếu ân cần đối với thực khách. Chẳng hạn như gia đình của đôi bạn trẻ ở Cana. Hôm nay, có thể vì lý do chủ quan, gia chủ đã không dự liệu đủ rượu để đãi các thực khách đến chia vui với gia đình mình. Cũng có thể là một lý do khách quan là bởi vì gia chủ không biết được số người đến dự tiệc. Do đó, thiếu rượu đãi khách hẳn sẽ không tránh khỏi những tiếng dèm pha, chua chát, khó nghe đến từ những thực khách được mời. Vì theo phong tục của người Do Thái, gia chủ tiếp đãi khách phải làm cho họ được thỏa mãn, phải ăn đến no, phải uống đến say thì mới là tiệc vui trọn vẹn. Thật là một tình cảnh nan giải. Nhưng may mắn thay, nhờ gia chủ đã biết mời Chúa Giêsu và mẹ Maria đến chung chia niềm vui với gia đình của mình và mọi người đã cảm nhận được một sự tháo gỡ của Chúa và mẹ Maria. Chúa Giêsu qua lời thỉnh cầu của mẹ Maria đã thực hiện một dấu lạ làm cho các người dự tiệc, nhất là đôi tân hôn hôm đó không thể quên được. Tiệc vui được kéo dài, khó khăn được hóa giải, rượu ngon được mang ra tiếp khách cho đến cuối bữa tiệc. Đây chính là phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu thực hiện trong cuộc đời công khai loan báo tin mừng tại Cana xứ Galilea. Qua phép lạ này, Chúa Giêsu công khai tỏ lộ vinh quang của Ngài cho con người để khơi dậy và mời gọi con người chúng ta tin tưởng vào Ngài. Đấng đã đến để cho chúng ta được sống hạnh phúc và hạnh phúc dồi dào hơn. Chúng ta đã và đang bước vào năm phục vụ mới 2018-2019. Năm mà giáo hội Việt Nam chúng ta hướng đến việc hiệp thông và đồng hành cùng với các gia đình gặp khó khăn. Có những khó khăn đến từ vật chất vì cảnh nghèo tung. Nhưng cũng có những khó khăn đến từ đời sống tinh thần như sự đổ vỡ trong cuộc sống hôn nhân đối diện với những gia đình đang gặp khó khăn về phương diện vật chất chúng ta có thể dễ dàng chung tay góp sức qua việc cùng nhau chia sẻ chút hy sinh trong chi tiêu hàng ngày để có thể phần nào xoa dịu sự túng thiếu của họ trái lại những gia đình gặp khó khăn trong đời sống tinh thần được sánh ví như thiếu rượu của sự trung thủy thiếu rượu của tình yêu trong đời sống gia đình đã làm bao gia đình rơi vào tình cảnh ly tan và đổ vỡ. Ngoài ra, chúng ta có thể nhận thấy rằng vì tác động của một lối sống hưởng thụ, vì sự ích kỷ, vì sự thiếu quan tâm và nhất là vì thiếu lòng khoan dung nên nhiều gia đình đã không còn giữ được rượu tình yêu trong đời sống gia đình của mình nữa. Vì thế, rượu của họ đã nhạt thì tình của họ cũng sẽ phai. Rượu của họ đã cạn nên hạnh phúc họ khát khao cũng chẳng còn. Sự hiện diện của Chúa Giêsu và mẹ Maria trong cuộc sống gia đình chúng ta hôm nay thật là một điều cần thiết, nhất là đối với các gia đình đang gặp khó khăn. Có Chúa hiện diện, Ngài sẽ thực hiện phép lạ hóa nước thành rượu ngon. Ngài sẽ rót đầy tràn ly rượu tình yêu vào cuộc sống gia đình chúng ta. Những gia đình đang buồn khổ, chán trường để làm sống dậy niềm hạnh phúc đã tắt lịp. Đó chính là điều mà đôi bạn trẻ trong tiệc cưới Cana đã làm khi mời Chúa Giêsu và mẹ Maria đến chung chia niềm vui của ngày cưới của mình. Xin cho gương sáng này của gia đình trẻ tại Cana là bài học kinh nghiệm cho mọi gia đình chúng ta hôm nay để mãi mãi gia đình chúng ta không thiếu rượu tình yêu của sự chúc lành của chúa và mẹ maria amen